Việt Nam thức giấc sáng nay đưa quý vị đến Nam Định và thăm vườn quốc gia Xuân Thủy, một khu vực bãi bồi màu mỡ phía nam cửa Ba Lạt của sông Hồng. Phù sa màu mỡ của sông Hồng và biển đã tạo dựng nên khu đất ngập nước với nhiều loại động thực vật hoang dã và các loài chim di cư quý hiếm. Phóng viên Bảo An sẽ truyền tải không khí ngày mới cùng công việc của những người làm tại vườn ạ. Chào buổi sáng quý vị khán giả. Vâng, quản lý tổng diện tích là 7.100 ha thì các cán bộ nhân viên của vườn quốc gia Xuân Thủy thường xuyên tổ chức những chuyến tuần tra và kiểm soát rừng. Chào buổi sáng các anh ạ. Vâng, chào anh ạ. Vâng anh Chiều ơi, trước mỗi chuyến kiểm tra thì mình sẽ cần chuẩn bị những gì ạ? Để cho cái hoạt động này đạt được ở cao thì trước mỗi chuyến đi chúng tôi đều phải chuẩn bị rất là ngặt nghèo những cái phương tiện và trang thiết bị. Vâng. Ví dụ như đây là cái telescope, là một cái dụng cụ có thể giúp cho quan sát ở cái tầm xa để phát hiện cái sự việc nó nhanh chóng. Còn đây là cái ống nhòm giúp chúng ta quan sát cái tầm trung. Và thứ ba là chúng ta phải có cái phương tiện. Vâng, hôm nay mình sẽ tuần tra xem cái tuyến dọc sông Trà nên cái phương tiện sử dụng chúng ta phải sử dụng là cano để chúng ta di chuyển. Và trong cái quá trình tuần tra thì mình cần thực hiện những nhiệm vụ gì ạ? Trong quá trình tuần tra kiểm soát thì anh em sẽ thực hiện hai cái nhiệm vụ. Cái nhiệm vụ đầu tiên là chúng ta sẽ kiểm tra xem cái tình hình diễn biến tài nguyên nó thế nào. Cái thứ hai là chúng ta sẽ xem các hoạt động kinh tế có hoạt động nó ảnh hưởng xâm phạm cái tài nguyên đường gì, có cái hướng xử lý kịp thời. Em thấy trong bản đồ này này có hình rất nhiều loài chim. Vâng. Đây là nơi khu vực chúng sinh sống luôn ạ? Vâng, đây là nơi nó trú ngụ vào cái mùa di trú. Thì chúng tôi đã đưa các cái vị trí các loài chim hay bắt gặp trên bản đồ để anh em có thể là dễ dàng quan sát được. Vâng, và tại đài quan sát này thì chúng ta có thể nhìn bao quát cảnh đẹp của vườn quốc gia Xuân Thủy ạ. Rất là đẹp và hùng vĩ. Mùa chim di cư ấy, thì có hàng triệu con chim nó sẽ bay về đây. Những cái năm gần đây cái sinh cảnh này và cái công tác bảo vệ rất là tốt nên là cái số lượng loài chim đang tăng dần. Ở đây là hiện tại bây giờ là có 222 loài chim, nó chiếm 1/4 số loài chim trên toàn quốc. Vâng, rất là sinh động. Cảm ơn các anh. Và ngoài hoạt động tuần tra kiểm soát thì các cán bộ nhân viên của vườn quốc gia Xuân Thủy cũng tổ chức rất nhiều những hoạt động tuyên truyền, giáo dục môi trường cho bà con nhân dân địa phương. Và từ hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển thì vườn quốc gia Xuân Thủy cũng đã mang lại sinh kế cho hàng nghìn bà con ở địa phương. Hàng ngày thì bà con có thể vào vườn quốc gia để khai thác thô sơ các loại thủy hải sản. Ngoài ra thì còn có những mô hình sinh kế nào khác hả anh Dũng? Vâng, xin chào anh. Chào anh ạ. Vâng. Hiện tại bây giờ ở mình đang đứng ở cái chỗ này là khu vực đê Vành Lược này. Bên này là vùng lõi của vườn quốc gia này. Bên này là vùng đệm của vườn quốc gia. Dạ, vâng. Vườn quốc gia thì sẽ đem lại rất là nhiều sinh kế cho bà con. Từ các cái mô hình nuôi tôm sinh thái ở dưới tán rừng này, ở cái khu vực nuôi ngao ở các cái bãi bồi gian chiều này, nuôi ong này, hàng năm ấy, cứ đến tháng 4 và đến tháng 8 dương lịch là bà con di chuyển các cái đàn ong từ nơi khác về để tận thu cái nguồn hoa sú vẹt. Vườn quốc gia Xuân Thủy cùng với chính quyền địa phương và các cái ngành hữu quan là hoàn toàn là tạo điều kiện cho bà con khai thác sử dụng, nó mang cái tính bền vững. Em sẽ gặp bà con ạ, em cảm ơn anh. Vâng. Em chào anh. Đàn ông nhà mình là anh. Có bao nhiêu tổ đấy ạ? Vâng. Đàn ông quả nhà mình thì tổng là 500 tổ ạ, 500 đầu đàn. Vâng. Đây là con chúa này. Con chúa là sẽ khống chế cả một đàn ông. Một cầu này em thấy cũng rất là nhiều ong. Đúng rồi. Thì sản lượng mật nó sẽ cho mình như thế nào ạ? Một cầu như thế này nếu mà đàn ong mà nó mạnh thì nó rơi vào tầm 7 nạng mật một cầu. Bọn mình làm ấy là thường là tính theo đầu cân. Tổng 500 đàn này, một lần quay này mình được khoảng 1 tấn mấy hoặc 2 tấn. Vâng. Em thấy là cái tổ này này, mật ong nó đã tự chảy ra rất nhiều đây này. Vì cái mật này thì nó đang là còn cái mật non. Nếu nó già mật rồi thì nó sẽ vít nắp. Mời em cứ ăn dùng thử. Em mời anh. Em mời em. Rất ngọt anh ạ. Nó hơi cay cay như là kiểu có ga ấy anh. Đặc trưng của cái mật sú vẹt là nó sẽ có ga. Đấy, và vị của nó thì nó sẽ thanh thanh. Rồi, được nhiều quá. Đúng rồi, đấy. Vâng, nếu có cơ hội đến với vườn quốc gia Xuân Thủy, hãy thử trải nghiệm để biết được là mật ngọt của biển sẽ có hương vị như thế nào. Hoạt động bảo tồn luôn được cán bộ nhân viên vườn quốc gia quan tâm để có thể giữ được giá trị nguyên bản của khu Ramsar đầu tiên của Đông Nam Á này, trở thành nơi phát triển của nhiều loại thực vật cùng với nhiều loài chim quý hiếm lựa chọn sinh sống. Và lúc này thì tôi đang có mặt ở khu vực vườn ươm của vườn quốc gia Xuân Thủy, nơi ươm rất là nhiều những cây giống ngập mặn khác nhau để phục vụ cho công tác nghiên cứu và phát triển khu vực Ramsar. Chào buổi sáng các anh chị ạ. Vâng, chào anh. Vâng, công việc chăm sóc các cái cây giống non như thế này thì yêu cầu những gì ạ? Vâng, để chăm sóc được những cái cây con ngập mặn thì chúng tôi thường xuyên là phải tiến hành đo đường kính gốc, đo chiều cao để đánh giá cái sinh trưởng và phát triển. Ví dụ như cây anh đang cầm trên tay đó là cây đang có sinh trưởng phát triển rất là tốt. Vâng, em thấy rễ nó đây này. Vâng.
Và sau một thời gian khi mà kiểm tra bầu mà có cái rễ nó mọc ra khỏi bầu để chúng tôi tiến hành đả bầu để đảm bảo cho cây có thể phát triển tốt hơn. Còn với những cái cây ngập mặn mà nó bị cụt ngọn bị chết này, chúng tôi tiến hành là trồng dạng bổ sung. Mình có những cách mà ươm giống khác nhau như thế nào? Đừng ngập mặn thì nó có hai cái hình thức ươm giống, một là ươm giống bằng trụ mầm, chính là cây vẹt rùa hoặc là cây trang hoặc là cây nước vòi. Và phương pháp thứ hai là phương pháp ươm giống bằng từ hạt. Thì phía bên này chúng tôi đang thực hiện cái việc là sẽ ươm cây bần hồng cánh từ hạt. Thì đây là anh em vườn cũng đang tiến hành là kiểm tra và trồng dặm bổ sung các cái cây bần hồng cánh, những cái bầu nó bị chết. Cây bần hồng cánh này thì cũng đã được 4 tháng tuổi rồi. Và thông thường thì chúng tôi khi mà cây đủ 12 tháng tuổi mà đủ các điều kiện về sinh trưởng, phát triển, về chiều cao, về đường kính sẽ tiến hành đưa ra để trồng phục hồi rừng. Ở vườn quốc gia Xuân Thủy mình thì có bao nhiêu loại cây ngập mặn khác nhau anh? Ở vườn quốc gia Xuân Thủy thì nó có 14 loại cây ngập mặn. Thì trong đó khu vực vườn ươm này chúng tôi đang ươm 3 loại cây, đó là cây vẹt rùa, cây bần không cánh và cây nước vòi. Vâng. Đứng đây em thấy cứ có cái hương thơm rất là thoang thoảng, không biết là của cây nào anh? Đây là hương thơm của cây bần không cánh, đang là mùa hoa của nó, chính là cây này. Và đến tháng 10 là chúng tôi tiến hành khi một quả chín thì chúng tôi tiến hành thu hái quả giống để mang về làm cái cây giống con này. Trên tay anh cầm là cây vẹt rùa, được mệnh danh là hoa hậu, còn là cây ngập mặn bởi vì nó có cái hoa rất là đẹp. Vâng, em cảm ơn anh, rất nhiều thông tin thú vị ạ. Và sau một năm nữa thì những cây con này sẽ được trồng trên thực tế. Và từ vườn ươm sẽ có những rừng ngập mặn rộng hàng ngàn hectare ngoài kia, mang lại sự đa dạng về hệ sinh thái cũng như phát triển kinh tế cho địa phương.